Số phận nghiệt ngã. Theo sử cũ của nhà Nguyễn còn lưu truyền đến ngày nay, Nguyễn Phúc Cảnh là con trưởng của vua Gia Long. Hoàng tử Cảnh tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Cảnh, sinh năm 1780 ở gia đình mẹ là Thừa Thiên Cao Hoàng hậu, là con trưởng doanh Tống Phúc Khuông. Thừa Thiên Cao Hoàng hậu sinh được hai người con trai là Hoàng tử Chiêu và Hoàng tử Cảnh. Hoàng tử Chiêu mất từ khi còn nhỏ. Tháng 11 năm 1784, Hoàng tử Cảnh vâng lệnh cha theo Bán Đa Lộc sang Pháp cầu viện. Hành trình sang phương Tây của vị hoàng tử trẻ tuổi khi đó đã được ghi lại trong sử sách. Đó là vào tháng 2 năm 1785, Hoàng tử Cảnh đến một vùng thuộc địa của Pháp ở Ấn Độ, nhưng phải tạm dừng chờ ở đây vì Pháp lúc đó đang có biến. Đến tháng 6 năm 1786 thì bắt đầu sang Pháp bằng thuyền, và tháng 2 năm 1787 đến Paris. Do Hoàng tử Cảnh không thông thạo tiếng Pháp nên được xếp cho ở cùng Bá Đa Lộc ở hội truyền giáo nước ngoài. Ngày 5 tháng 5 năm 1787, Hoàng tử Cảnh vào triều kiến ở Versailles. Trước đó, Bá Đa Lộc đã thuê người sửa tóc cho hoàng tử, bỏ khăn nhiễu thay bằng khăn lính đỏ thắt mối. Triều đình Pháp lại may cho hoàng tử một bộ y phục kiểu Pháp pha Á Đông, bỏ áo dài, quần lụa và thuê họa sĩ Mauperin vẽ chân dung Hoàng tử Cảnh trong trang phục đó. Ngày 28 tháng 11 năm 1787, Bá Đa Lộc và Bá Tước de Montmorin, ngoại trưởng Pháp, đã ký hiệp ước Versailles với nội dung Pháp sẽ ủng hộ quân sự cho vua Gia Long chống Tây Sơn, với điều kiện Nguyễn Ánh nhường cho Pháp một số vùng đất và cho Pháp giữ độc quyền thương mại. Đến tháng 12 năm 1787, Hoàng tử Cảnh và Bá Đa Lộc lên đường về Việt Nam. Ngày 24 tháng 6 năm 1789, cả hai người về tới Nam Kỳ. Sau khi cùng Bá Đa Lộc về nước, tháng 3 năm 1794, Hoàng tử Cảnh lên 14 tuổi, được lập làm Đông Cung Thái tử, phong chức Nguyên Soái Quận Công. Hoàng tử Cảnh được ban Đông Cung tri ấn, dựng phủ Nguyên Soái, đặt văn võ đại thần. Việc nhỏ do các đại thần phân xử, việc lớn bẩm suý phủ quyết định. Theo sử sách chép lại rằng, Hoàng tử Cảnh thiên tư sáng suốt, hiếu học và ưa lời nói thẳng. Vậy nên, vua Gia Long cũng rất chăm lo đến việc giáo dục Đông Cung. Ngoài sư phó Bá Đa Lộc, ngay sau khi Hoàng tử Cảnh chính vị Đông Cung, vua đã cho dựng nhà Thái học, đặt Ngô Tòng Chu vào chức phụ đạo. Lại có hai thị giảng, 8 Hàn Lâm Viện thị học. Trong số này có Trịnh Hoài Đức và Lê Quang Định là những người nổi tiếng giỏi giang. Cả hai cùng với 6 quốc tử giám thị học ngày 2 buổi giảng bàn kinh sử với Hoàng tử Cảnh. Hoàng tử Cảnh nói gì, làm gì, thị học đều phải ghi chép, mỗi tháng một lần dâng lên vua xem. Tháng 10 năm 1795, vua Gia Long lại sai phó tướng Tả Quân Phạm Văn Nhân làm phụ đạo. Tháng 4 năm 1798, vua Gia Long tiếp tục sai Ngô Tòng Chu cùng làm lễ bộ kiêm đốc học Nguyễn Thái Nguyên phụ đạo Đông Cung. Đến tháng 4 năm 1800, lấy hàng thần là Nguyễn Gia Cát, tiến sĩ nhà Lê làm đốc học hầu Đông Cung. Tuy nhiên, do từ nhỏ Hoàng tử Cảnh theo Bá Đa Lộc sang Pháp, rồi ăn ở chung với Bá Đa Lộc, được dạy dỗ theo đạo Thiên Chúa, nên tỏ ra rất quyến luyến Bá Đa Lộc và rất mộ đạo. Khi vua Gia Long nghe các quan can gián về việc không nên để Hoàng tử Cảnh quá gần gũi với Bá Đa Lộc, vua đã quyết định cho hoàng tử ra riêng ở Đông Cung, thì Bá Đa Lộc vẫn kín đáo đến thăm. Sử sách còn chép rằng khi ở Pháp về, Hoàng tử Cảnh không chịu bái yết tôn miếu, nhờ Cao Hoàng hậu khéo dạy sau mới đổi tính. Trong sách Đại Nam Việt Quốc Triều Sử Ký có đoạn viết: sau khi Bá Đa Lộc qua đời, tính nết Đông Cung khác lắm. Sau đó, Hoàng tử Cảnh buông mình theo tính xác thịt, đắm mê tửu sắc, chẳng còn tưởng nhớ gì đến sự đạo nữa. Khi thấy mình đau nặng gần chết thì mới nhớ đến Đức Chúa Trời, cùng ra sức dục lòng ăn năn tội và xin quan nhỏ kia có đạo làm phép rửa tội cho mình kín đáo không ai biết. Lời bàn. Trong lịch sử triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam có không ít trang bi thảm và không ít nhân vật bi thảm. Nguyễn Phúc Cảnh, tức Hoàng tử Cảnh, con trưởng của Nguyễn Ánh, tức vua Gia Long, là một trong những người như vậy. Ông chẳng những không bao giờ trở thành vua, lại còn phải trải qua một số phận cực kỳ gian truân và đau đớn.
Một điều cay đắng nữa là sau khi hoàng tử Cảnh qua đời, nhiều thân quyến của ông đã bị chết thảm trong những chuyện tai ương khốc liệt. Và có ai đó đã nói rằng phàm đã là hoàng đế thì chẳng thể dung tha dòng trường của tộc họ nhà mình. Điều này với vua Minh Mạng quả là không sai. Chính việc ứng xử nhẫn tâm với nội tộc và dung túng cho Bá Đa Lộc mà vua Triều Nguyễn đã làm cho nước Việt thụt lùi trước đàn tiến bộ về khoa học kỹ thuật của nhân loại vào đầu thế kỷ 19. Về việc này, nhà cách mạng Phan Bội Châu đã viết: Giáo đồ Thiên Chúa người Pháp ở nước Việt Nam đều noi theo chính sách của Bá Đa Lộc, ngoài thì đeo mặt nạ giả đạo đức, trong thì làm nhiệm vụ giúp chính phủ Pháp thi hành chính sách tàn ác bạo ngược. Cho nên các đức cha và các thầy tu truyền giáo người Pháp ở Việt Nam ai cũng thỏa được dục vọng, ai cũng giàu sang. Còn người Việt Nam ở dưới ách của nhà tôn giáo thì hằng ngày chỉ đem thân châu ngựa phục vụ cho họ mà thôi. Theo website Bình Phước Online, video được thực hiện bởi kênh Bí Ẩn Sử Việt qua giọng đọc Trọng Tuân. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những câu chuyện tiếp theo.